MP10 luôn, đã ghê. Có người, có người, có người, có người. Ở trên phải không nhở? Nó ở trên. Nó đang dình chỗ này thì phải. Đậu xanh. MP10 của mình boost vẫn ghê hơn anh em ấy. Bởi vì là mình chơi Alok mà, từ lúc chạy lên mình đã cảm giác có cái điều gì đấy không hay rồi. Boost máu từ con Alok lên, chạy lên. Xưa nó. Nó cũng easy, nó không khó anh em ấy. Không, bữa nay chú chơi game mình thở rồi không gái nữa con ơi. Đâu rồi? Nó ngay bên này, nó ngay bên này. Nó qua đây rồi. Nó vẫn đang ở trong nhà. Tôi tưởng ra ngoài gì cơ. Ra đây à? Ra đây à? Ra đây à? Chúng bản đi. Xong rồi anh em. Một đứa lên bảng nhá. À đâu, đứa thứ hai rồi. Tưởng có một đứa. Quên, quên. Lâu lâu hay nhầm tí anh em ơi. Dạo này nào cá vàng quá. Lên trên cái quen nào anh em. Anh em có nghe tiếng gì không? Có người, có người, có người, có người. Có người ngay đây thôi. Ngay đây thôi. Xong luôn. Nó đang rình rập mình với khổ chứ anh em. Mình rình rập nó, không ngờ nó lại đang rình rập mình. Ôi. Chắc là nó không ngờ lắm đây anh em ơi. Một đứa ở trên, một đứa ở trên. Chỗ nào phải ta? Ui. Mấy đứa này solo với nhau à? Đúng thế. Mấy đứa vậy. Không sao, càng đâu thì càng vui nha anh em. Càng đâu thì càng vui thôi, có gì đâu anh em ơi. Mũ ba này. Có đạn súng tỉa mà không có ai đúc để chơi. Chết ngay đây à? Ui đây. Ui đây, ui đây, ui đây. Ui đây. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Sau thùng rác. Qua đây. Qua đây. Solo nổi không? Nó chạy qua đây à? Lên tường à? Phải không vậy? Lên tường à? Lên tường à? Lên tường à? Thanh niên lên tường à? Lên tường à? Lên tường à? Lên tường à? Rồi nha, rồi nha, rồi nha. Mình xin khẩu á đu nha bạn ơi. Nãy giờ mình kiếm mãi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình xin khẩu á đu nha bạn ơi. Nãy giờ mình kiếm hơi mệt nha. Ơ mà hết bông keo rồi. Phí quá. Nãy xài bông keo với thằng này phí ra man lên anh em ơi. Phí thật, phí thật. Giờ thì mình lại không còn quả bông keo nào. Hôm sau này thì đây đây. Hên xui à. Hên thì có anh em ơi. Không có, chắc nó lượm mất tiêu rồi. Nói chung là số nhỏ. Á đút thì mình lắp giảm thanh cũng được mà. Lắp lại cái cây giảm thanh này. Đi nào. Đứa nào đây ta? Lên đây. Lên đây, lên đây. Nát xe đây. Nát xe đây. Cái nữa nát xe. Nát xe, thế thôi. Thích máu chiến à? Thích máu chiến anh cho chú nát xe luôn. Nó chạy lên trên rồi. Nó không. Nó ở đây, nó ở đây, nó ở đây. Cái mì luôn. Gắt thế. Mình lại sợ anh quá. Cho cái lựu sang. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Còn quả nữa này. Chạy đi bạn. Chạy đi bạn này, chạy đi bạn này, chạy đi bạn này. Chạy đi bạn này, chạy đi bạn này, chạy đi bạn này, chạy đi bạn này. Thế thôi. Bạn lên bản thôi. Mình xin cái chảo nha bạn. Hơi phí mất một viên adu rồi. Nhấn lộn đấy, kiểu nó bị cuống tay quá. Thằng này nó cũng không có bóng keo hay sao ấy. Là mấy thằng nghèo dã man luôn. Thế. Sao bạn nghèo vậy bạn? Bóng keo nó không có nè. Trên tay cầm súng là sẵn sàng chiến đấu rồi nhá. 8 đứa. Ôi, mấy bạn đi đâu vậy? Mấy bạn trốn mình à? Đừng vậy, đừng vậy, đừng vậy, đừng trốn mình như vậy cho bạn ơi. Anh em nhắc mãi tôi mới bỏ kim cương ra quay bởi vì là nghèo mà. Quay cái cây AK dùng lửa nó... À không. Bởi vì mình mở hòm ấy nó cũng tốn xương xương đấy. Hình như là được khoảng hơn 1000 kim cương tí là được cái skin AK dùng lửa. Không chát lắm.
Dạo trước là nó nằm ở trong vòng quanh kim cương với chat cơ. Đợt này tôi mở hòm mà. Mở hòm lấy ca dùng lửa mà anh em. Không có ai luôn. Chúng nó chạy hết rồi. Chúng nó chạy hết rồi, đào đâu ra người đây. Thế chịu rồi. Chúng nó chạy hết thì mình chả thể nào mà mình kiếm được ra người nữa anh em. Đi nào. Không thể ai đã bên điêu ta. 6 thằng này, à đây, một đứa này. Đánh bản đi. Khủng long à. Chạy hả em ơi. Em có đúng thì chú chạy niềm tin và hy vọng chắc. Full 95% alo gì cơ. Có xe. Ở trên đồi chạy xuống à. Nó ngay đây. Cho hai viên đúng hình như là xe nổ. Bom rơi, chuẩn bị rơi rồi. Lên trên này cho nó chắc ăn anh em ơi. Giáp chống nổ, giáp trắng luôn, cực kỳ chất lượng rồi nhá. 5 đứa. Bình tĩnh nào các bạn ơi. Ui. Bên đây gỡ cả, sợ quá. Tôi sợ anh em quá cơ. Sợ thật luôn nhỉ, không phải sợ đùa đâu anh em. Đi. Có một đứa nãy nó phi xe qua đây rồi, nó chạy lâu rồi. Ê thính. Đừng nói thính nó đè một người thì ôi, thôi xong. Ui, may mình chạy kịp anh em ơi. Mình mà đứng gọi là ngáo ngáo ngơ ngơ tí là thính nó đè cho là chỉ có nước xanh mộ ở trên này có một đứa này. Làm gì vậy? Nó cay mình à? Qua thính nha. Xuống xe bạn đây. Đúng rồi, xuống xe đi. Đúng rồi. Mình biết có một đứa ở trên rồi mà. Bên kia. Chơi ra thế à? Một viên nữa. Chơi ra thế à? Hai viên. Lên bảng. Thế thôi. Mà này bạn thích kiến át mất xe rồi anh em ơi. Quên có bật tính năng của Alok. Nhiều khi mình chơi game hơi ngào ngáo tí anh em thông cảm. Còn có mấy thằng thôi. Một keo này. Bước bớt đi anh em, lượm một keo này. Ba nhá. Quá tuyệt vời rồi anh em. Chạy bo. Muốn cái là ngon rồi. Ba thằng nữa. Cuốn máu cẩn thận xíu là ok. Cuốn xương xương anh em ơi. Đây rồi nhá. Adup nằm ngay ở trên rồi. Adup MP này. 8Q. Ba thằng nữa. Anh em ơi hóng 10 kill top 1 nhá. Các bạn ơi hóng 10 kill top 1 nhá. Đứa nào ở dưới không ta? Đi chắc đã cơ anh em. Lên. Lên nào. Mình chỉ qua đây thôi. Thế thì cho nó trên hết rồi anh em ơi. Ui. Kiểu bây giờ chạy lên anh em dễ sinh mộ lắm. Dễ bắt đầu lắm. Thế với anh em luôn. Một đứa ở đây. Đứng ngay đây. Đứng lại. Ui. Auto vượt chảo à? Một đứa lên bàn để số sớm. Mình qua bên đây. Nãy thấy một đứa bên kia rồi, nên là mình sẽ không chạy bên kia anh em ơi. Bây giờ nhá, sợ chạy bên này bị kẹp thịt nè. Nó thật là chạy bên này anh em bị kẹp thịt cũng khốn lắm. Hên xui. Nó ép ở trên số thì anh em cũng vỡ mồm vỡ miệng. Mình không nghĩ là mình bị kẹp thịt đâu. An toàn rồi. Pha này thì chưa bị kẹp thịt đâu anh em ơi. Nào. Đây rồi, một đứa. Đúng rồi, lên bản đi. Thằng cuối này nó cay bên này anh em ơi, 10 kill rồi. Ok, hay quá. Đây rồi. Tí nữa đai. Mày đọc comment của anh em quá mà. Mày đọc comment của anh em quá, tí đai bây giờ.
Thì ra bây giờ, thì ra bây giờ. Đậu xanh, cái đậu xanh. Phi điếu nữa nè, phi điếu này. What the hell? What the hell phi điếu? What the hell? Thông báo khốn nạn ghê tai nghe. Thông báo pin yếu mới khốn nạn. Yes, 11 kỹ tốc 1. Lại tốc 1 rồi anh em ơi. Mình có 11 kỹ tốc 1 nha anh em.